mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái câu lick, thật ra nó gọi là một cái câu riff của dòng progressive metal. Cái cấu trúc của nó cũng khá là phức tạp, nhưng mà mình sử dụng nhiều cái kỹ thuật kết hợp vào, nghe nó cũng rất là đã và lạ tai. Thì cái câu này của một cao thủ John Petrucci, thì anh này kỹ thuật rất là thường thường các bạn, xếp vào hàng những tay guitar có kỹ thuật rất là tốt, thường anh đánh cái câu nó phức tạp lắm. Thì cái câu riff này nó không giống 100% giống như cái câu riff mà của John Petrucci. Mình có biến tấu một tí để các bạn dễ học hơn, bởi vì cái câu của anh ta thì có hai cái khuôn nhạc thôi, nhưng một khuôn đánh nhịp 4/4, khuôn sau đánh nhịp 7/8. Thì nếu mà mình phân tích được nữa, các bạn thấy nó phức tạp lắm ha. Cho nên mình thay đổi tí xíu để cho vẫn là nhịp 4/4 ha, thay đổi một tí xíu thôi, thì để các bạn đánh và cho nó cảm nhận là nó tương đối dễ tập hơn tí. Mà trong này chúng ta có sử dụng một vài cái chiêu nhỏ nhỏ, đó là cái bịch dây mà đánh vẫn có giá trị trong note, nhưng mà đánh cái note giống như là note tắt tiếng rồi các bạn, để tạo ra cái hiệu ứng cũng khá là đặc biệt. Thì có tab kèm theo, các bạn có thể xem và tập theo Khoa nhé. Thì các bạn thấy là bốn cái note đầu tiên thôi thì nó là cái chùm liên 4 nha các bạn. Thì hai cái chùm đầu tiên thì các bạn đánh cái hợp âm pha thăng năm này xuống luôn. Thì đây mình đánh đều là phím xuống hết để cho nghe nó mạnh ha. Nhưng mà hai cái note tiếp theo thì chúng ta không bấm, chúng ta buông nó ra, chúng ta để hờ lên cái dây thôi. Và tay phải các bạn đánh cũng hai cái như vậy, nhưng mà nó ra cái tiếng không ra tiếng gì hết. Thì để cho nó nghe cái tiếng chạch chạch đó, nó tạo ra cái hiệu ứng nó lạ tai, chứ bạn không đánh một cái nó bất kỳ nào cả, chúng ta chỉ chặt vô dây thôi. Tuy nhiên ở đây có một cái điểm mình tự đánh và mình thấy thôi nha, mình hướng dẫn các bạn. Bởi vì cái ngăn 2 và ngăn 4 nó rất là gần với cái note harmonic, đó là các bạn thấy chưa. Cho nên nếu các bạn chỉ cần đánh, sau đó các bạn buông hai ngón này ra và các bạn chặt, thì các bạn nghe là nó tạch tạch giống như là cái tiếng harmonic, nó không có đủ bịch cái tiếng cho nó chặt. Do đó cái tay phải các bạn khi mà các bạn chặt hai cái nốt mà nó điếc ấy, hay nó cầm, thì chúng ta palm mút nhẹ vô dây, các bạn sẽ nghe nó khác nha. Còn nếu đây không đánh các bạn thấy giống như có tạo ra tiếng harmonic, thì đó không phải là cái mục tiêu của mình. Mình palm nhẹ, bịch nhẹ vô ngay chỗ ngựa thì nó ra, thấy chưa. Rồi chúng ta đánh lại ha. Các bạn thấy chưa? Rồi tiếp theo là chúng ta đánh cái hợp âm cũng giống như vậy thôi, mà đánh là đánh khá một tí. Lần này chúng ta không bịch gì hết. Tức là chúng ta có pha thăng năm một lần, sau đó các bạn buông ra, các bạn đánh mi năm. Tức là dây số 6 các bạn đánh dây buông và chúng ta bấm vô ngăn 2 thôi. Sau đó các bạn quay trở lại cái pha thăng năm 2 lần ha. Nó như sau. Chậm hơn nha. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo của chúng ta là cái nhịp 3 và 4, thì các bạn cũng chặt 2 lần ha, chặt 2 lần. Cũng giống như vậy ha. Tiếp theo. Thì các bạn cũng đánh chặt hai lần xong, sau đó các bạn đánh pha năm nè. Pha thăng năm. Sau đó mi năm. Quay lại pha thăng năm. Thì pha thăng năm nghe đây, các bạn slide nó lên luôn ngay chỗ si năm. Sau đó các bạn xuống, các bạn đánh ngay chỗ la năm. Lại cái hai cái nhịp sau nha các bạn. Ok, rồi tiếp theo. Tiếp theo ở cái khuôn thứ hai thì cái phần đầu nó đánh tương tự như vậy các bạn. Nó đánh cũng tương tự như vậy thôi. Thì hai cái nhịp đầu các bạn thấy nó đánh tương tự, nhưng mà cái 3 4 thì nó biến tấu đổi một tí.
để nghe cho nó lạ tai hơn. Thì chúng ta đánh hai khuôn động giống vậy thôi. Rồi bây giờ cái hai nhịp sau nó như sau ha. Thì các bạn thấy rằng là ở cái nhịp cuối cùng, nhịp thứ tư, thì họ đánh chùm liên ba chứ không phải liên bốn ha. Thì chùm liên ba ở đây nó có cái điều đặc biệt gì? Nó sẽ giống như chì lại, đang đánh đều đều đều, bắt đầu chùm liên ba là nó giảm tốc độ so với liên bốn rồi, thì bạn nghe chạch 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 là giống như chì lại, chậm lại một tí ha, nhấn vào ngay chỗ đó. Và đặc biệt ngay chỗ đó thì chúng ta palm mute tức là cũng chạm tay vào ngang ngựa và chúng ta đánh nó ra cái nốt. Thì ngay chỗ này mình đánh như sao? Thì ngay chỗ này các bạn đánh là hai ngăn này luôn ha, tức là ngăn ba các bạn đánh gì năm gì sáu ngăn ba luôn, sau đó các bạn lên ngăn bốn luôn ha. Rồi chúng ta quay xuống 15 nó như sao ha. Các bạn nhớ khi bạn đánh bình thường nó như sao, còn khi các bạn đánh mà các bạn chạm cái cạnh bàn tay các bạn vô con ngựa ha, chạm chạm vô thì nó sẽ nghe cái tiếng palm muting, nghe nó nặng hơn nha. À, đó, thì ngay cái chỗ đó các bạn thấy nó chì chậm lại để nghe nó lạ hơn. Và chúng ta đánh lại của cái khuôn thứ hai như sau ha. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ ráp nguyên một cái câu riff từ đầu đến cuối luôn nha. Vậy các bạn nhớ là lúc đầu chúng ta đánh chậm để cho quen, để cảm nhận được cái nhịp nó trước ha. Trước đây mình chưa hướng dẫn các bạn ha, và cũng hiểu về cái cấu tạo cái hợp âm năm, chúng ta di chuyển tạo ra cái grip. Nếu bạn nào yêu thích rock thì chắc chắn là nên tập cái kiểu này, vì trong rock đặc biệt metal họ đánh kiểu hợp âm năm rất là nhiều. Và nếu bạn nào chưa rành về kỹ thuật guitar điện có thể tham gia khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng của Đông Khoa, và đóng tiền một lần mà học hoài luôn, học mãi luôn, không có giới hạn về thời gian nha. Thì ở trên đó mình sẽ hướng dẫn các kỹ thuật rất là chi tiết kèm với các bài tập từ tốc độ chậm đến nhanh để các bạn làm quen. Có phần download tab đầy đủ để các bạn nhìn cho dễ luôn. Nếu bạn có nhu cầu mua đàn guitar hãy ủng hộ Amigo Guitar Shop. Có rất là nhiều cái cây đàn từ giá rẻ cho đến cao cấp, amply, phơ pháo đầy đủ hết. Dây đàn của, thì với giá rất là phải chăng. Cái đàn mình đang đánh ở đây đó là một cái cây cọt MLTD 16. Cây này thì bạn nhìn nó rất là giống với lại cây PRS nổi tiếng trên thế giới, SE cái tâm gì đó. Thì cái cây này nó gần gần giống giống như vậy, nhưng giá của nó rẻ hơn nhiều các bạn, nhưng mà chất lượng của nó không hề thua kém. Các bạn có thể Google để xem review về cái cây này, được đánh giá cũng rất là cao. Và cây này thì nếu mà giá mới thì nó khoảng 15-16 triệu nha các bạn. Cây này thì 99,9% là mới. Bởi vì lúc mình mua là mới, nhưng mà mình chỉ đánh dạy clip cho bạn vài lần thôi, cho nên giá của nó là dưới 10 triệu. Nếu bạn nào quan tâm, bạn nào quan tâm ha, có thể là liên hệ với Khoa, liên hệ với Khoa để sở hữu cái cây đàn rất là đẹp này. Hai cái pickup rất là mạnh mẽ, pickup đôi. Ở đây mình có tách coil luôn đó, tách pickup đôi đang sang đơn luôn ha. Khóa đó thì locking tuner đó, fret đồ mọi thứ rất là đẹp, rất là chỉnh chu, ôm cái cần rất là thích các bạn. Rồi, ok, hẹn gặp các bạn trong những clip tiếp theo nhé. Xin chào.